Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Kia Rio có năm sản xuất 2016, phiên bản là số sàn máy 1.4 máy xăng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, mang biển số 89A08764. Đấy, hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Bên em là đơn vị chuyên mua và bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ alo trực tiếp cho em Nghị các bác nhé. Đấy, địa chỉ của em này, 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ đường 351 các bác nhé. Đấy, ngay sát trường cao đẳng du lịch này, đằng sau trường cao đẳng du lịch các bác nhé. Một chiếc Kia Rio, đấy, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Sơn si của nó màu trắng rất là đẹp các bác nhé. Trang bị 4 bánh nhang đúc này. Đấy, sơn si của nó đây rất là đẹp luôn, 4 bánh nhang đúc, dàn 4 nốt của nó khá là ok quá nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, một chiếc Kia Rio sản xuất 2016, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, số sàn máy 1.4 máy xăng các bạn nhá, bản sedan hai đầu này, rất là đẹp luôn quý vị bạn này, form dáng rất là thể thao các bạn nhá. Đấy, mang biển số Hưng Yên, biển số 89A, biển số Hưng Yên các bạn nhá. Hai cụm đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau các bạn này. Đấy, chiếc Kia Rio nhập khẩu, số sàn máy 1.4, rất là tiết kiệm nguyên liệu các bác nhá. Đấy, xăng ăn như người luôn các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá, form dáng rất là đẹp luôn. 4 bánh đang đúc, dàn một nốt của nó rất là đẹp các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm bệ của nó này, gầm bệ chắc lịch các bạn nhá. Gầm bệ chắc lịch, côn số gọn gàng. Cam kết với quý vị bạn là không đâm va, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, một chủ tư mới luôn. Một chiếc Kia Rio, sơn độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn đạt đến 90% các bạn này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Bản sedan hai đầu mà lại còn hàng nhập khẩu các bạn nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, dàn nốp của nó đây. Đấy, dàn nốp này, khe múi rất là dày luôn. Cua lốp này, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mục mọt các bạn nhá, không hề có dấu hiệu mục mọt. Một chiếc Kia Rio đó, nhập khẩu bản sedan hai đầu. Đấy, giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 348 triệu đồng, 348 triệu đồng cho một chiếc Kia Rio sơn si màu trắng ngọc trinh. Nội thất của nó này, nội thất thì ghế này, ghế lỉ nguyên bản theo xe các bác nhé. Ghế lỉ này, đấy, thật đẹp luôn các bạn này. Đó, ghế lỉ các bác nhé. Đấy, phần trần này, trần của nó là trần 3D nha các bác nhé. Đấy, trần 3D chống nóng quá này. Đó, rất là đẹp luôn. Một chiếc Kia Rio. Vâng, đây là phần hốc bản lề này. Đấy, các bạn xem hốc bản lề này. Hốc bản lề chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết. Tất cả những cái cột kèo đinh bấm của xe này. Đó, các bạn xem. Cam kết với các bạn là không đâm va, không ngập nước. Đấy, xe thật đẹp, xe gia đình luôn các bạn nhá. Một chủ từ mới. Đấy, xe này đi rất là ít luôn các bạn nhá. Đấy, kể cả những cái táp lô táp vi cánh cửa này các bạn này. Đấy, không hề có sự hao mòn mấy các bạn nhá. Đấy, táp lô táp vi cánh cửa rất đẹp luôn. Đấy, 348 triệu đồng. Bao gồm phí rút hồ sơ toàn quốc cho quý vị các bạn nhá. Đấy, keo chỉ của nó này. Đấy, keo chỉ đều táp táp luôn. Đấy, đều táp táp các bạn nhá. Tất cả những khung cánh cửa này. Khung cánh cửa của nó này không hề có dấu hiệu mục mọt luôn. Đó, một chiếc Kia Rio sản xuất 2016, số sàn máy 1.4 máy xăng. Đấy, tất cả những con ốc này. Đấy, tất cả những con ốc hấp bản lề này. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết luôn. Tất cả cột kèo đinh bấm này. Đấy, cột kèo đinh bấm này. Đó, các bác xem. Đó, không hề mất đến một cái đinh nào luôn. Đấy. Zin cả xe các bác nhá. Zin đẹp đẹp luôn. Đấy, hốc bản lề này vẫn còn sơn chấm 7 màu quá nhá, còn sơn chấm 7 màu. Đấy, Kia Rio sơn si màu trắng. Đó, 348 triệu đồng cho một chiếc Kia Rio. Đấy, nhập khẩu, hàng này hàng nhập khẩu quá nhá. Đấy, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Đấy, rất là ok, rất đẹp luôn các bác này. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ alo trực tiếp cho em Nghị. Đấy, theo số điện thoại 0964 656865 hoặc 0979 709 565. Đấy, anh em nào mà mới xem video của em lần đầu thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em.
để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên các bác nhá. Đấy, xe thật đẹp, trang bị màn hình Android. Đấy, màn hình Android to phạc các bác nhá. Đăng kiểm của nó còn đến đăng kiểm con này thì hết rồi các bác này. Đấy, hết đăng kiểm rồi các bác nhá. Đấy, thì em sẽ đi đăng kiểm mới cho các bác. Đấy, một cái thời hạn này, nộp phí đồng bộ này. Đấy. Đấy, đăng kiểm hết rồi các bác nhá. Đấy, bốn của lốp này. Bốn của lốp của nó khớp rất là đều nhau luôn, rất đều nhau này. Khu lốp không hề có dấu hiệu mục mòn. Đó, rất là đẹp luôn cho một chiếc Kia Rio. Đấy, sản xuất 2016. Đấy, số sàn máy 1.4. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới các bác nhá. Đấy, mang biển số Hưng Yên này. Đấy, bác nào loanh quanh Hưng Yên đúng chân mong xe này mua về chỉ việc công chứng và tên thôi. Đấy, không cần phải sang tên đổi biển các bác nhá. Đấy, rất là ok cho một chiếc Kia Rio các bác này, bản sedan 2 đầu. Đấy, 348 triệu đồng. Đấy, các bác xem rất đẹp các bác nhá. Đấy, dàn nốt của nó rất là đều nhau luôn. Đấy, nội thất thì ghế lỉ nguyên bản theo xe. Còn đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, các bác xem âm thanh nhỉ, âm thanh vũ trường cực hay luôn. Đấy, khung cánh cửa này. Đấy, tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt luôn, không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Keo chỉ đây, keo chỉ cam kết với quý vị các bạn là zin cả xe. Đấy, keo chỉ zin cả xe. Đấy, tất cả những cái cột kéo đinh bấm các bác này. Đấy, cột kéo đinh bấm này không hề mất đến một cái đinh nào các bác nhá, đều tắp tắp luôn cho một chiếc Kia Rio. Đấy, sản xuất 2016 đó các bạn xem. Đấy, hàng nhập các bác nhá, dòng này đi cực lành luôn các bác này. Dàn lốp của nó này rất là đẹp luôn các bác nhá. Bốn của lốp rất là đều nhau luôn. Khu lốp này không hề có dấu hiệu mục mòn luôn. Đó các bác xem. Đấy. Còn đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái này. Đấy các bạn xem, táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái. Âm thanh vũ trường. Bật lên xuống này. Đấy, bật lên xuống này. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Khóc bản lề này. Khóc bản lề thì của nó chưa hề động đến ca lê bản lên luôn các bạn nhé. Đấy, xe thật đẹp, một chiếc Kia Rio. Đấy, số sàn máy 1.4 máy xăng các bạn nhé. Đấy, rất là ok các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Keo chỉ cam kết các bạn là zin cả xe, tem mác thằng ngoái sản xuất này. Đấy, tất cả những hốc ở này chưa hề động đến cà lê mở lết luôn, chưa hề động đến cà lê mở lết các bạn nhé. Tất cả những đinh bấm răng giật này nguyên bản này, nguyên bản luôn các bạn nhé. Đó các bạn xem. Đấy, rất ok. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này, bô lăng kép các bác nhé, trang bị túi khí an toàn cho người lái nhé. Đó, và sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé, máy lổ rất êm. Đấy, mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bác nhé, không có một lỗi gì các bác này, xi nhan này. Đó, rất ok luôn, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Phun nước gạt mưa, gương chiếu hậu. Đấy, tích hợp trên bô lăng. Đấy, rất ok các bạn nhé. Đấy, tích hợp trên bô lăng này, hoạt động rất là trơn tru luôn. Đấy, một chiếc Kia Rio sản xuất 2016 các bạn nhé, trang bị màn hình cam nùi đầy đủ. Đó, gương chỉnh điện các bác này. Đó, rất là ok luôn, gương chỉnh điện này, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Đấy, kính lên xuống này, rất là ok các bạn nhé. Đó, rất là ok luôn. Đấy, quả số này, quả số thật đẹp luôn.
điều hòa cực mát các bác nhé, điều hòa rét run luôn. Đấy, đã được trang bị thảm trải táp lô này. Đấy, chủ trước người ta rất giữ gìn luôn các bác nhé. Đấy, bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì cứ alo trực tiếp cho em Nghị các bác nhé. Đấy. Và sau đây em sẽ tiến vào phần là tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Kia Rio. Đấy, máy móc của nó này, máy móc khô ráo sạch sẽ các bác nhé. Cam kết các bác là máy số zin, máy số zin các bác nhé, chưa hề động đến kale bỏ lên. Đấy, zin từng con ốc các bác này. Đấy các bạn xem, rất là ok, màu trắng trắng ngọc trinh các bác nhé, trắng nguyên bản luôn. Đó, một chiếc Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, số sàn máy 1.4. đấy, máy xăng các bạn nhé. Đấy, chiếc này bên em đang chào bán với giá là 348 triệu đồng. Đấy, bao gồm phí rút hồ sơ toàn quốc cho quý vị các bạn nhé. Đấy, quý vị các bạn nào mà đúng chân mẫu xe này thì cứ alo cho em. Đấy, hoặc đến trực tiếp cửa hàng em là số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng, nằm ngay sát đằng sau trường cao đẳng du lịch Hải Phòng các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này, rất đẹp luôn, máy móc khô ráo chặt chẽ, lỗ êm tim tít luôn. Đấy, lỗ cực êm luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả những cái đinh bấm căng giật này. Đấy, nguyên bản luôn, không hề có dấu hiệu đâm va chi các bạn nhé. Đấy, máy số zin các bạn nhé. Đấy, máy số zin, cam kết với quý bạn là không có động đến kale mở lên luôn. Đấy, máy số zin, đây là phần keo chỉ này. Đó, keo chỉ này, keo chỉ của nó nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bạn nhé. Đấy, lỗ của nó tròn này, tròn zin luôn. Đó, lỗ tròn zin các bác nhá. Đấy các bác xem, rất ok luôn. Cắp cabo này. Đấy, lỗ của nó tròn. Máy này, máy lỗ êm tít tít luôn, không hề có dấu hiệu đâm va chi. Đấy, máy số zin, zin từng con ốc. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Kia Rio có năm sản xuất 2016, phiên bản là số sàn máy 1.4 máy xăng. Đấy, hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 348 triệu đồng. Anh em nào mà đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.